Con xin chào thầy Nguyễn Đức Trường, con xin chào quý thầy cô trong Học viện Nhân hòa Việt Nam. Con tên là Nguyễn Thị Quỳnh Thư, con học lớp 4A5, trường tiểu học Tây Đằng B. Con là thành viên của lớp đọc sách 365 level 2 khóa K4. Ba từ để nói về con là hiếu thảo, trung thực và tự tin. Mong mọi người hãy cùng với cha con. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, con xin phép đọc bài thơ Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi của thầy Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch Học viện Nhân hòa Việt Nam, để gửi tặng đến mẹ của con. Con chúc mẹ luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và bình an, hạnh phúc. Sau đây con xin phép đọc. Nếu con là mầm cây, sữa mẹ chính là đất, vòng ôm của mẹ ấm như ánh nắng mặt trời, còn lời ru của mẹ tựa tiếng thở của đêm, tiếng hát mẹ cất lên êm đềm làn gió mát như cơn mưa nhỏ hạt vuốt nhẹ lá mầm non, là những lời mẹ khen và cái nhìn âu yếm chẳng khi nào lớn tiếng. Mẹ chỉ nhẹ nhàng thôi như những áng mây trôi trôi trên đầu cây mãi. Con xin hết ạ.